biên dị Canada, các cuộc vượt biên bất hợp pháp tăng 743%. Thêm một nữ tướng xinh đẹp muốn trở thành phó tướng của Donald Trump trong năm 2024. Thượng nghị sĩ Mỹ nêu hai lý do ông Blinken cần làm sáng tỏ các tội ác của chính quyền Trung Quốc trong chuyến công du Bắc Kinh sắp tới. Nhắm đến Trung Quốc, quân đội Mỹ tìm cách mở rộng hiện diện ở Philippines. Và sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, các cuộc vượt biên bất hợp pháp đã tăng hơn 7 lần trong khu vực Swanton của lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ, khi trong vòng 2 tháng, các nhân viên đã bắt giữ nhiều hơn người nhập cư bất hợp pháp ở New Hampshire, New York, Vermont hơn trong 2 năm trước cộng lại. Thông tin cụ thể được Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ CBP cho biết trong một tuyên bố, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, khu vực Swanton đã ghi nhận số vụ bắt giữ và chạm trán đã tăng lên 743% so với cùng thời kỳ năm 2021. Theo CBP, cho đến nay trong năm tài khóa 2023, bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, số vụ bắt giữ đã vượt qua tất cả những vụ bắt giữ được ghi nhận trong năm trước. Cơ quan này đã mô tả xu hướng đó cho thấy các vụ vượt biên bất hợp pháp gia tăng liên tục. Khu vực Swanton gồm biên giới phía bắc của Hoa Kỳ, cụ thể là các tiểu bang Vermont, New Hampshire và các vùng đông bắc của New York. Khu vực này bao gồm các vùng nông thôn và vùng hẻo lánh, cũng như vùng núi và đồng lầy đất thấp khi kết hợp với nhiệt độ dưới mức đóng băng kéo dài và các ranh giới bão không dự báo được. Các kiểu địa hình và thời tiết đặt ra những mối nguy hiểm cho những người vượt qua biên giới vốn có thể dễ dàng gặp rủi ro tử vong. Trong khi đó, số lượng các cuộc chạm trán những người nhập cư bất hợp pháp vượt qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ trong tháng 12 năm 2022 cũng đã tăng lên một mức kỷ lục hàng tháng. Trong đó, CBP báo cáo con số lên tới 250.000 vụ. Theo dữ liệu của CBP, 251.487 cuộc chạm trán vượt qua kỷ lục trước đó là 241.136 hồi tháng 5 năm 2022. Thêm một nữ tướng xinh đẹp muốn trở thành phó tướng của Donald Trump trong năm 2024. Kính thưa quý vị thân mến, theo Washington Post đưa tin vào ngày 2 tháng 2 mới đây cho biết, bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ, có thể sẽ tuyên bố tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Nếu được Đảng Cộng hòa GOP chính thức giới thiệu, bà Haley, con gái của một di dân Ấn Độ, sẽ là người Mỹ gốc Á đầu tiên tranh cử Tổng thống và là nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của GOP. Năm 2021, bà Haley cho biết sẽ không tranh cử nếu như ông Trump tranh cử, nhưng sau đó bà đổi ý và trong nhiều tháng qua đã lập kế hoạch vận động. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News mới đây, bà nói, có thể tôi sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ với ông Trump, dù biết rằng tôi sẽ không thể thắng được ông ấy. Theo các nguồn tin giấu tên của Washington Post, rất có thể trong tuần này, bà Haley sẽ tung ra một video thông báo các kế hoạch của bà nhằm thu hút sự chú ý cho một sự kiện ở bang Nam Carolina, nơi bà từng là thống đốc. Dự kiến ở sự kiện này, bà sẽ trực tiếp tuyên bố tranh cử. Như vậy, bà Haley sẽ là thành viên GOP đầu tiên thách thức ông Trump, người thất cử trong bầu cử 2020 và đã tuyên bố tranh cử để mong có thể lại là chủ nhân của Tòa Bạch Ốc. Ông Trump cho các nhà báo biết rằng, trong cuộc nói chuyện điện thoại gần đây, ông bảo bà Haley cứ làm theo con tim nếu bà muốn tranh cử. Một người thân cận cuộc tranh cử của ông Trump đề nghị giấu tên cho rằng, cuộc tuyển chọn phó tổng thống của ông Donald Trump đã bắt đầu và bà Haley muốn tạo dấu ấn để trở thành phó tướng của Tổng thống Trump. Đây là nước đi cực kỳ khôn ngoan. Hiện tại GOP, ứng cử viên sáng giá được nhiều sự ủng hộ nhất là cựu Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng là một cái tên mới nổi gần đây. Nhiều thống đốc bang khác cũng có thể tham gia cuộc đua làm đại diện tranh cử của GOP như Greg Abbott của Texas, Glenn Youngkin của Virginia, Chris Sununu của New Hampshire và Kristi Noem của Nam Dakota. Một câu hỏi thú vị là các nhà giàu ủng hộ GOP sẽ quyết định tặng tiền cho ứng viên nào. Đa số mạnh thường quân lớn đã lên tiếng ủng hộ ông Trump hồi năm 2020 tiết lộ họ sẽ tiếp tục ủng hộ cho ông ấy. Thượng nghị sĩ Mỹ nêu hai lý do ông Blinken cần làm sáng tỏ các tội ác của chính quyền Trung Quốc trong chuyến công du Bắc Kinh sắp tới. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 2 mới đây, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Langford đã gửi một lá thư đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Lá thư yêu cầu ông Blinken làm việc bảo vệ những người bị áp bức làm trọng tâm. Trong chuyến đi đã được lên kế hoạch của ông tới Trung Quốc. Ông Blinken dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào đầu tháng 2 này, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2018 một Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Langford cho biết ông buộc phải gửi lá thư này vì lo sợ rằng mong muốn tăng cường thương mại và đẩy mạnh các chính sách khí hậu của chính quyền Biden có thể khiến chính quyền này từ bỏ việc gây áp lực lên Bắc Kinh.
từ bỏ việc buộc chính quyền Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm về các tội ác mà họ đã gây ra. Tôi lo sợ rằng Ngoại trưởng sẽ tới Trung Quốc để nói về biến đổi khí hậu, về hoạt động kinh tế, về các vấn đề thương mại tự do mà lờ đi một vấn đề rất to lớn, ông Lankford đã nói trong cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 1 với NTD. Vấn đề đó là những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo đang xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc. Tôi muốn đảm bảo rằng họ sẽ không nói về các cơ hội kinh tế và thương mại cũng như các vấn đề khí hậu mà bỏ qua người dân Trung Quốc và những gì người dân tiếp tục phải đối mặt dưới chế độ này ngày này qua ngày khác. Không ai trong chúng ta có thể chấp nhận điều này. Ông Lankford nói rằng không có gì sai khi chính phủ Mỹ mong muốn nói chuyện với chính quyền Trung Quốc về các khía cạnh của kinh tế và khí hậu. Nhưng sẽ là sai nếu làm vậy trong khi lờ đi bộ máy đàn áp quy mô lớn của Tập Cận Bình, bao gồm cuộc đàn áp của người Duy Ngô Nhĩ mà Hoa Kỳ đã công nhận là một cuộc diệt chủng, và các cuộc đàn áp các nhóm tôn giáo bao gồm Pháp Luân Công. Thật tốt khi có thể nói về những vấn đề đó, nhưng chúng ta cũng nên nói về các vấn đề nhân quyền vốn đang trong tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc. Chúng ta không thể đàm phán về một lĩnh vực nào đó trong khi bỏ mặc nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người. Cuối cùng, ông Lankford đã nói rằng có hai lý do tại sao Hoa Kỳ cần phải làm sáng tỏ các tội ác mà chính quyền độc tài Trung Quốc đã thực hiện. Đầu tiên, đó là nếu quốc tế nhận thức và để tâm đến các tội ác đó, thì cuối cùng họ sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của Trung Quốc sao cho mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt đẹp lên. Chính quyền Trung Quốc không thích bị lộ tẩy, ông Lankford đã nói. Họ không muốn những gì họ đang làm bị phơi bày trên trường thế giới, bởi vì họ xấu hổ về những gì họ đang và sẽ làm. Họ muốn làm tất cả chúng sau cánh cửa đóng kín và nói rằng chúng không hề xảy ra. Nhưng khi thế giới biết đến và nhìn vào những gì họ đang làm, chúng ta sẽ thấy Trung Quốc phải hành xử khác đi. Vì vậy, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là đưa chính quyền Trung Quốc ra ánh sáng và nói rõ ràng rằng những điều họ làm là không phù hợp. Không ai trong nhân loại có thể chấp nhận những điều này. Lý do thứ hai, ông Lankford cho biết là nước Mỹ cần phải giữ vững các giá trị đã tạo nên Hoa Kỳ kể từ năm 1776, đã cho phép quốc gia này trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng và tự do nhất trong lịch sử của thế giới. Ông Lankford đã nói, thành thực mà nói, cuộc thử nghiệm 250 năm của chúng ta với tự do đã cho thấy chúng ta là quốc gia thịnh vượng nhất, thành công nhất trong lịch sử của thế giới. Đó là bởi vì chúng ta có tự do báo chí, bởi vì chúng ta có tự do ngôn luận, bởi vì chúng ta cho phép tự do hội họp, tự do bất đồng chính kiến, tự do tín ngưỡng. Trong khi đó, Trung Quốc không có bất kỳ quyền nào trong số đó. Là một lãnh đạo trên trường quốc tế, theo lá thư của ông Lankford gửi đến Ngoại trưởng Blinken, Hoa Kỳ phải đứng lên bảo vệ quyền của tất cả mọi người. Nhắm đến Trung Quốc, quân đội Mỹ tìm cách mở rộng hiện diện ở Philippines. Thưa quý vị, quân đội Mỹ đang tìm cách mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines để có thể để mắt nhiều hơn đến Trung Quốc. Nhiều quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, thông báo mới sẽ được đưa ra trong tuần này khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Carito Galvez Jr. Được tiếp cận nhiều hơn các căn cứ quân sự của Philippines sẽ tạo cho lực lượng Mỹ chỗ đứng chiến lược ở rìa đông nam của Biển Đông, nơi cách đảo Đài Loan chỉ khoảng 200 dặm. Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines chịu sự ràng buộc của thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường EDCA ký vào năm 2014, cho phép Mỹ luân chuyển lực lượng đến các căn cứ cụ thể và xây dựng cơ sở cho cả hai bên cùng sử dụng. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, hai bên đã bàn bạc về việc bổ sung lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ được tiếp cận, và vấn đề này sẽ là chủ đề quan trọng trong các cuộc gặp diễn ra khi ông Austin thăm Philippines. Ngoài khả năng mở rộng phạm vi của EDCA, Mỹ còn đang giúp Philippines hiện đại hóa quân đội và đưa quốc gia Đông Nam Á này vào sáng kiến nắm bắt tình hình trên biển. Gần đây, hai quốc gia đồng ý sẽ triển khai hơn 500 hoạt động cùng nhau trong năm. Bên cạnh đó, Ngũ Giác Đài cũng đang thực hiện kế hoạch thay đổi thế trận lực lượng ở khu vực. Đầu tháng này, Mỹ thông báo sẽ đặt một đơn vị mới điều chỉnh ở Okinawa, Nhật Bản, với năng lực tình báo và trinh sát tiên tiến cùng với khả năng phóng tên lửa diệt hạm. Một quan chức Mỹ gọi đó là một trong những điều chỉnh đáng kể nhất đối với thế trận của Mỹ ở một trong những khu vực đặc biệt trong những năm gần đây. Okinawa nằm cách đảo Đài Loan khoảng 200 dặm, tương đương khoảng cách từ mũi cực nam của Philippines đến hòn đảo tự trị. Tuần trước, lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ khai trương một căn cứ nói trên ở đảo Guam, hòn đảo nằm ở phía đông Philippines và đóng vai trò quan trọng về chiến lược. Triplas là căn cứ mới đầu tiên của thủy quân lục chiến Mỹ trong suốt 70 năm qua và dự kiến sẽ tiếp nhận 5.000 lính. Trở lại chương trình Góc Kiến Thức của Hoa Kỳ và bài viết của tác giả Wesley Smith. Làn sóng chuyển giới đang đổi chiều. Trong những năm gần đây, các hệ tư tưởng về cái giới tính
đã gây ra một cuộc tấn công văn hóa để quét sạch mọi cái lý trí trên đường đi. Đầu tiên, khoa học, sinh học và thực tế khách quan đã bị chỉ trích vì cảm xúc nội tại ở phía trong và trở nên quan trọng hơn các dữ kiện về sinh học. Sau đó, các thủ tục hiện hữu để đối phó với ý tưởng chuyển giới là bị miệt thị, cho phép bất kỳ ai tin rằng bản thân họ mang cái giới tính khác chỉ cần tuyên bố cái dạng mới của họ. Và thế là, một cách nhanh gọn, họ đã thuộc về thể tính đó. Tiếp theo là thiết kế về ngôn ngữ. Trong đó, những cảnh sát từ vựng đã yêu cầu giới truyền thông, chủ doanh nghiệp, đồng nghiệp, gia đình sử dụng các đại từ được ưa thích cho người chuyển giới, tuyên bố trước nguy cơ bị tẩy chay trên mạng xã hội, mất việc làm, trong một số trường hợp đã mất quyền nuôi con của chính mình. Các chính phủ của chính quyền Biden đã ban hành các quy định yêu cầu các bác sĩ cung cấp hormone và cuộc phẫu thuật chuyển giới, ngay cả khi điều đó vi phạm về niềm tin, đạo đức và tôn giáo của họ. Các bệnh viện công giáo đã bị khởi kiện, một số đã bị thua vì từ chối cắt bỏ tử cung của người chuyển giới. Ngay sau đó, khi bản thân nữ tính cũng bị tẩy chay, nữ giới đã bắt đầu bị gọi bằng những cái thuật ngữ lố bịch như những người có tử cung. Đầu đầu chúng ta cũng nghe thấy người ta nói rằng nam giới có thể sinh con và nữ giới có thể có cù, là dương vật. Các vận động viên nữ buộc phải thi đấu với phụ nữ chuyển giới trong môn thể thao như điền kinh, bơi lội, gớp và bóng chuyền. Phòng thay đồ dành cho nữ giới và dành cho những bé gái được mở rộng không hạn chế cho bất kỳ ai tự xưng là phụ nữ và bất kỳ cơ quan sinh dục nào của họ là gì đi nữa. Sau đó họ nhắm đến trẻ em. Các nhà hoạt động đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok để thúc đẩy cái hệ tư tưởng chuyển giới đối với trẻ em, âm thầm xâm nhập vào ngay cả những gia đình có truyền thống văn hóa. Số trẻ em tự nhận bản thân thuộc với giới tính ngược lại đã tăng từ số lượng nhỏ giọt trở thành một cơn lũ quét. Lấy cái danh nghĩa là ngăn chặn các vụ tự tử của thanh thiếu niên, chính phủ của Biden, các hiệp hội y tế và các tập san chuyên nghiệp đã xây dựng các tiêu chuẩn chăm sóc yêu cầu các thanh thiếu niên tự nhận mình là người chuyển giới hoặc là phi nhị giới chỉ nhận được sự trợ giúp khẳng định giới tính, nghĩa là ý tưởng họ được chấp nhận không bị nghi ngờ. Dưới chế độ mới của chính quyền của Biden, những đứa trẻ vốn tự nhận bản thân không thuộc giới tính sinh học được sinh ra của những trẻ em sẽ nhận được sự khẳng định về mặt xã hội một cách không nghi ngờ, không bao giờ được gọi tên khai sinh đã bị khai tử, nghĩa là nữa mà chỉ gọi tên là đại, gọi đại cái tên mà các em ưa thích. Một số trường hợp lại bí mật khẳng định cái ý tưởng này bằng cách công khai quảng bá cái tư tưởng chuyển giới trong lớp học, đôi khi che giấu các bậc cha mẹ về quá trình chuyển giới đang diễn ra của học sinh. Trẻ em được mời đến các buổi biểu diễn như drag queen là nam giả thành nữ, thân thiện với gia đình vốn có tác động, có lẽ là mục đích tính dục hóa cái tuổi thơ. Tệ hại hơn nữa, những trẻ em và thanh thiếu niên được đưa vào chăm sóc khẳng định về mặt y tế. Tại bước đó, các bác sĩ đã kê đơn thuốc hoặc là hormone để ngăn chặn cái quá trình dậy thì bình thường. Chăm sóc khẳng định bằng phẫu thuật ngày càng trở nên thành thông lệ, với hàng ngàn bé ở độ tuổi 12 đã bị cắt bỏ ngực. Thanh thiếu niên được phẫu thuật xâm lấn tái tạo khuôn mặt để khuôn mặt các em trông nên nam tính hoặc là nữ tính hơn. Một số em thậm chí còn được tái tạo bộ phận sinh dục của mình. Trong một thời gian dài, dường như không ai không thể ngăn cản được cuộc cách mạng xã hội mang tính lật đổ này. Nhưng giờ đây cái làn sóng có vẻ như sắp đổi chiều, cuộc phản công văn hóa đang nổi lên, mà nếu thành công có thể ngăn chặn sự bùng nổ của lượng người chuyển giới. Và đây là một số diễn biến mới có thể làm thay đổi cục diện này. Tác giả luôn nhận định về điều này, và chúng ta sẽ cùng với tác giả đi theo cái chương trình của Góc Kiến Thức. Các quốc gia thiên tả về mặt xã hội đang phải nhấn phanh theo phong trào chuyển giới. Trái ngược với những gì mà nhà tư tưởng đã nói với chúng ta, khoa học xung quanh chủ nghĩa chuyển giới, đặc biệt là liên quan đến việc chăm sóc trẻ em mắc chứng phiền muộn về giới tính, vẫn chưa có sự ổn định. Các ngành y tế công cộng của Vương quốc Anh, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển, không hẳn các quốc gia thuộc vành đai Cơ Đốc giáo, đã tuyên bố với các chỉ thị mới kêu gọi hết sức thận trọng về việc ức chế tuổi dậy thì của trẻ em hoặc thực hiện các ca phẫu thuật thay đổi cơ thể chính, vì thông tin khoa học đúng đắn vẫn còn rất là nhiều sự khan hiếm và có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng. Cẩm nang được ban hành mới đây của Vương quốc Anh chỉ ra cụ thể rằng cái chứng phiền muộn giới tính của trẻ em thường nhất thời. Các nhà chức trách như là Pháp, Thụy Điển, Phần Lan cũng lo lắng cái số lượng trẻ em tự nhận mình là người chuyển giới đã tăng nhanh nhiều đến mức độ có thể xem là một đại dịch. Cảm năng mới này cũng hết sức khuyến nghị việc khám phá
và chăm sóc tâm lý mở rộng thay vì ức chế tuổi dậy thì và phẫu thuật thay đổi cơ thể ở trẻ em vị thành niên. Wow, tức là bắt đầu cái chiều hướng này nó cũng ngược lại rồi đó, xu hướng này nó cũng đi ngược trở lại, và đây là điều tốt. Hãy để cho những người trẻ em đó lớn lên và họ tự quyết định bản thân của họ. Những người trở lại cái giới tính ban đầu đang lên tiếng kêu gọi câu chuyện của họ, các câu chuyện của những đứa trẻ hài lòng về những ca phẫu thuật của mình và nỗi lo về các vụ tự tử đã thúc đẩy phong trào chuyển giới. Vì đây nhiều người và càng nhanh và nhiều thanh thiếu niên đã từng chuyển giới đã quay lại cái giới tính khai sinh của họ trong một quá trình được gọi là trở lại cái giới tính ban đầu, được mang tên là detransitioning. Những câu chuyện của họ thường được bi thảm và đầy tính thuyết phục, chẳng hạn như cô Chloe Coley, người đã chuyển giới 18 tuổi trở lại khi cô khẳng định mơ hồ về giới tính của mình năm 12 tuổi, đã bắt đầu cắt bỏ vú vào năm 15 tuổi. Giờ đây khi sang tuổi thứ 18, cô chợt hiểu ra đình mình là người phụ nữ và đang đưa ra lời cảnh báo vội vàng. Cuộc sống thanh thiếu niên của tôi là đỉnh điểm của nỗi đau khổ tột cùng, sự hối tiếc quan trọng hơn hết là sự bất công. Chloe không phải là trường hợp duy nhất. Một bộ phim tài liệu có nhan đề là Nhật ký trở lại giới tính ban đầu kể về ba cô gái trẻ bị thân thể tổn thương do ngành y tế. Trong một số trường hợp là do khẳng định cái giới tính phẫu thuật, bộ phim này dựa trên lời cảnh báo để bảo vệ trẻ em khỏi tư tưởng chuyển giới và chăm sóc sức khỏe định tính giới tính của mình. Trong khi đó thì một cách khác nữa là những luật sư đã bắt đầu vào cuộc. Cô Chloe đã quyết định kiện các bác sĩ mà cô cho biết đã để cho cô bị tổn thương, tổn hại không thể vãn hồi qua các can thiệp y tế và phẫu thuật. Các trường hợp khác đang bị đe dọa hoặc bị khởi kiện. Ở Oregon, một cô gái khác được mang tên là Camille, 32 tuổi, đã công bố một vụ kiện chống lại các chuyên gia y tế, những người mà cô cho biết đã phê chuẩn ca phẫu thuật cắt bỏ vú của cô sau một cuộc họp ngắn ngủi thông qua cái nền tảng Zoom. Các luật sư xét xử thấy có hơi tiền họ có thể tràn vào cộng đồng y tế chuyển giới, giống như cách những tranh tụng ngành công nghiệp thuốc lá và một ngành số ngành công nghiệp khác. Cái này này, lúc đầu thì nó không có cái tư tưởng cho nó rõ ràng, sau đó thì nó đi đâm ngược lại, đâm cái đơn kiện lại. Thì nói chung là tôi cũng cố gắng để trình bày cho quý vị cái góc nhìn của tác giả, ok? Còn vấn đề họ kiện có đúng hay sai hay không, đó là quyết định của tòa án. Ở Mỹ thì ai cũng có thể kiện cả, nhưng quan trọng thắng hay không là chuyện khác. Các tiểu bang đang thông qua cái luật để bảo vệ thanh thiếu niên. Các tiểu bang theo phái bảo tồn truyền thống đã bắt đầu ban hành các luật để bảo vệ trẻ em trước sự truyền bá cái hại tư tưởng chuyển giới, cũng như sự chuyển đổi về mặt y tế và phẫu thuật. Florida đã cấm thảo luận các vấn đề tính dục nhạy cảm, trong đó có vấn đề chuyển giới cho lớp 3. Các tiểu bang đã cấm các học sinh có giới tính sinh nam là nam thi đấu với nữ sinh. Một số tiểu bang đã yêu cầu người dân sử dụng nhà vệ sinh công cộng theo giới tính sinh học của họ. Những tiểu bang như là Arkansas, Alabama và Arizona đã cấm chuyển đổi y tế và phẫu thuật ở thanh thiếu niên, và nhiều luật tương tự như vậy cũng sẽ được thông qua. Hệ tư tưởng giới tính là một trong những cái mối đe dọa văn hóa quan trọng, nghiêm trọng nhất mà phương Tây phải đối mặt. Không chỉ thân và tâm của những người đáng trân quý, đặc biệt là trẻ em gặp rủi ro, mà nếu rốt cuộc cảm xúc này là quan trọng nhất, thì chúng ta đã gạt đi cái chân lý khách quan sang một bên để đáp ứng những ham muốn một cá nhân ôm giữ sâu sắc, thì bản thân sự ổn định và nền văn minh cũng gặp sự rủi ro. Đã đến lúc có một cuộc thảo luận xã hội sôi nổi như tôn trọng lẫn nhau, không chỉ tập trung vào nguyên nhân của chủ nghĩa chuyển giới và những lợi ích tiềm năng của việc chuyển giới cho những người như vậy, mà còn nói về nhiều rủi ro và lựa chọn thay thế vốn để có thể quan tâm trong một lòng giàu lòng trắc ẩn đến những người đau khổ đang duy trì cái tình trạng thái cân bằng về văn hóa. Sự thịnh vượng trong tương lai của chúng ta không đòi hỏi gì hơn về câu chuyện này. Đó là bài viết của tác giả Wesley Smith, người dẫn cái chương trình Forecast Humanize. Và đó là góc kiến thức của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều. Và bài viết này để chúng ta nhìn lại là cái làn sóng chuyển giới đã bắt đầu có sự thức tỉnh trở lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trở lại bài bình luận của tác giả Victor David Hansen. Mexico không thực sự là người bạn của Mỹ. Tổng thống cánh tả của Mexico đó là ông Lopez. Lopez gần đây đã ca ngợi ông Joe Biden khi tới thăm cái đất nước này. Hãy tưởng tượng có 40 triệu người Mexico tại Hoa Kỳ, 40 triệu người sinh ra ở Mexico đây, hoặc là con em của những người sinh ra ở Mexico. Ông tổng thống của Mexico, ông Lopez, lại không vui mừng cho được. Kể từ khi nhậm chức ông Biden tháng 1 của 2021, Hoa Kỳ đã cho phép khoảng 5 cho đến 6 triệu người nhập cảnh,
bất hợp pháp vào biên giới phía nam của mình. Ông Lố Bịch còn chúc mừng ông Biden dễ bảo, người mà ông ấy dường như coi là một kỳ trĩ cánh tả, tâm đầu ý hợp, nhưng rất là khá tự mãn. Ông là một tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ trong một thời gian rất dài chưa xây được một mét tường biên giới. Điều đó có nghĩa là Mexico rất vui mừng khi Hoa Kỳ giờ đây ít quan tâm đến an ninh của chính mình. Sự biến mất của biên giới rõ ràng là một cái tin tuyệt vời đối với Mexico. Hãy nhớ rằng Mexico đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vượt biên bất hợp pháp ở cái biên giới phía nam của chính họ, miễn là người nhập cư từ Trung Mỹ, từ khắp nơi tiếp tục tiến về phía bắc của Hoa Kỳ. Nhưng khi hoặc và nếu những người này tạm dừng, cố gắng ở lại Mexico, phạm tội hoặc mong đợi cái dịch vụ xã hội của Mexico, thì gần như ngay lập tức thành phố Mexico đã gửi hàng ngàn binh sĩ để đóng cửa cái biên giới tại Guatemala, trục xuất những người vượt biên trái phép này, khi là một cuộc thảo luận về việc xây dựng bức tường biên giới riêng của mình ở phía nam. Trong khi đó, ông Biden đã tàn phá biên giới phía nam của nước Mỹ, vì ông đã vô hiệu hóa một cách bất hợp pháp các lượng nhập cư của Hoa Kỳ là phù hợp với mong muốn của ông Lopez, tổng thống của Mexico. Nhưng đó là một cơn ác mộng đối với người Mỹ, những người bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ vì phá hoại cái an ninh biên giới của chính họ. Họ kiệt sức vì làn sóng ma túy cướp đi mạng sống của bao người. Họ tức giận vì hàng trăm tỷ Mỹ Kim dành cho các dịch vụ xã hội thiếu thốn của chính họ đang bị san sẻ để đáp ứng cái nhu cầu của công dân ngoại quốc đã vi phạm cái luật pháp của họ. Wow! Ngay cả những thành phố trú ẩn tràn ngập màu xanh của đảng Dân Chủ cũng đã từng hô hào về việc luật vô hiệu hóa cái luật nhập cư liên bang. Bây giờ cũng bắt đầu phản đối sự đồng lõa của Biden về trong Mexico để thao túng cái biên giới. Ông Lopez rõ ràng rất vui mừng khi ông Biden là người đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc đáp ứng tất cả các mong muốn của Mexico trong vấn đề biên giới chung ở phía nam, hầu như không đáp ứng mong muốn của công dân ông ấy. Nhưng hầu như không đáp ứng cái mong muốn công dân của ông ấy có nghĩa là gì? Tức là tác giả cho rằng ông Biden đáp ứng cái nhu cầu của Mexico nhưng mà không đáp ứng nhu cầu của quý vị, những người đang đóng thuế hàng ngày đó. Như vậy tác giả đặt câu hỏi, thực tế đặt ra một câu hỏi, nếu Mexico là kẻ thù công khai của Hoa Kỳ thì cái nước này sẽ cư xử như thế nào so với hiện tại? Tác giả đã luận điểm lấy cái ma túy, ví dụ chẳng hạn cái tình trạng sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ do fentanyl và các chất dạng thuốc nghiện opioid khác đã gây ra 100.000 ca tử vong mỗi năm. Hầu như tất cả các loại thuốc phiện gây tử vong như vậy đều được sản xuất tại các nhà máy do băng đảng ma túy Mexico điều hành. Những người trắng trực tế được hưởng cái quyền miễn trừ truy tố. Ngành công nghiệp thuốc phiện của Mexico được sinh ra để chỉ sản xuất qua Hoa Kỳ, xuất khẩu qua Hoa Kỳ, kiếm tiền qua Hoa Kỳ, hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống và sự hủy diệt các sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất ma túy tại đây. Cái nạn buôn lậu và buôn người, băng đảng ma túy đã gián tiếp trú về nền kinh tế cho Mexico 35 tỷ cho đến 45 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong khi đó, một cái đất nước khác là Trung Cộng đã thù địch thu lời bằng cách bán sản phẩm thô cho người Mexico. Bắc Kinh đã hài lòng rằng một tỷ lệ tử vong hiện tại, nhiều người Mỹ nữa sẽ bỏ mạng riêng trong cái thập niên này chỉ vì ma túy nhập cảng từ Mexico, hơn tất cả những người thiệt mạng trong chiến tranh kể từ khi nước Mỹ thành lập năm 1776. Như vậy tác giả đưa ra luận điểm, theo cái nghĩa đó thì Mexico đang gây hại cho Mỹ nhiều hơn tất cả những kẻ thù của chúng ta cộng lại. Ông tổng thống của Mexico, ông Lopez, cũng nhẫn tâm không kém khi khoe khoang rằng ông đã xuất cản những người nghèo của Mỹ, rồi xuất cản những người nghèo của mình qua Mỹ. Điều này không được nói ra là một Mexico giàu có tự nhiên, hoặc là không thể thuê mướn, cung cấp thức ăn, chỗ ở đầy đủ và bảo vệ công dân nghèo khó của chính mình, là bởi vì họ đã mở cửa biên giới để xuất khẩu những người nghèo từ Mexico qua Mỹ. Tác giả phản biện, vì vậy thay vào đó, họ đã bất chấp đạo lý khi coi con người và công dân còn là một mặt hàng xuất cản béo bở, trong khi coi thường cái luật pháp của Hoa Kỳ. Hiện tại công dân của Mexico đang gửi 60 tỷ Mỹ Kim mỗi năm từ Hoa Kỳ về Mexico để giúp đỡ bạn bè và người thân, vốn không tìm thấy sự viện trợ đầy đủ từ chính phủ của họ tại thành phố Mexico. Các khoản kiều hối không bị đánh thuế tạo nguồn thu nhập ngoại hối lớn nhất của Mexico. Các phần lớn việc tặng quà đó được thực hiện một số cái trợ cấp hào phóng của liên bang
và tiểu bang của Hoa Kỳ cho những người ngoại quốc ở chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ pháp lý, giáo dục, thực phẩm được trợ cấp thường xuyên ở Hoa Kỳ. Thường được sử dụng để phân phát tiền mặt cho những người ngoại quốc, sau đó họ gửi tiền về lại Mexico. Mexico coi cái việc xuất cảng người dân của họ đã trở thành một đề tài đôi bên cùng có lợi. Tức là lợi của Mexico và lợi của người dân họ. Việc nhập cư vào Mỹ miễn cho Mexico trách nhiệm trang trải chi phí phúc lợi xã hội của những người nghèo nhất. Theo kiểu vẫn là an toàn, họ đã xuất cảng sự bất ổn, sự bất bình đẳng xã hội hơn là chi tiêu khoản tiền lớn để giữ quốc này tại Mexico. Mexico được coi là cộng đồng ngoại quốc khổng lồ và đang ngày càng tăng của mình, là một đòn bẩy vận động hành lang có giá trị ở bên nước Mỹ. Vì công dân của Mexico vắng mặt ở Mexico càng lâu thì họ càng lãng mạn hóa cái đất nước mà họ bỏ trốn. Cuối cùng Mexico là một cánh gia, một quốc gia cánh tả, một quốc gia ngày càng gửi nhiều người nghèo của mình đến Hoa Kỳ. Thì họ cảm thấy rằng cái chính trị gia của đảng Dân Chủ sẽ nhượng bộ trước Mexico để giành lại những cử tri chính trị có giá trị để bảo đảm tiếp tục sự nhượng bộ. Một dấu hiệu chắc chắn về sự suy tàn chưa từng có của một quốc gia là sự bất lực tập thể của một chính phủ, một người dân trong bảo vệ biên giới và một chủ quyền quốc gia của mình. Tác giả đưa lên Mexico chắc chắn rất là đồng tình về bài viết của tác giả. Như bài ông David Hanson Lai, một nhà bình luận theo phái bảo tồn truyền thống, nhà nghiên cứu văn hóa cổ điển, là một nhà sử học về quân sự. Ông là giáo sư danh sự tại trường Đại học Tiểu bang California, thành viên cao cấp lịch sử quân sự văn hóa hiện đại của Đại học Stanford, thành viên của trường cao đẳng Houston và là thành viên ưu tú của Center America Greatness. Ông Hanson đã viết tổng cộng 16 cuốn sách được mang tên Chiến tranh kiểu phương Tây, Những cánh đồng không có ước mơ, và kể cả luôn câu chuyện tranh biện cho ông Trump, The Case for Trump. Wow. Và đó là cái trong cái góc kiến thức này, chúng ta cũng có vài điều để nhận định. Thứ nhất, vấn đề ma túy đó đa phần xuất hiện từ Mexico là nhiều. Nhưng mà họ có thể phản biện là gì? Là cái nước Mỹ xuất khẩu vũ khí qua Mexico. Lý do mà tại sao ông Trump đã từng tuyên bố rằng là gì, nếu mà thật sự ông đắc cử tổng thống cho 2024 đó nha, ông sẽ sử dụng quân đội để đàn áp những cái băng đảng ma túy của Mexico. Nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi trở lại là nó có sự thông đồng nào hay không giữa cái thành phố, giữa cảnh sát và kể cả luôn một số cái khu vực mà để tuồn những cái hàng cấm của nước qua nước Mỹ để triệt tiêu và giết chết con em của chúng ta. Và cái tỷ lệ người chết vì opioid từ Trung Cộng và những sản phẩm sản xuất từ Mexico càng ngày càng nhiều. Một cái bản tin mới đây vì thấy đó, kể cả luôn con gái của Elvis Presley đó, Elvis Presley, cái cô mà mới chết đây đó, cô cũng chết trong cái tình trạng là sử dụng cái chất opioid. Và Trung Cộng cộng với Mexico bắt đầu đang đầu độc và đang giết chết cái nước Mỹ chúng ta, giết chết con em của chúng ta trong một cuộc chiến về ma túy. Mà gần như cuộc chiến này phương Tây đã sử dụng đó đối với đất nước Trung Cộng cách đây 100 năm về trước để mở cửa cái nền kinh tế của họ. Như vậy Trung Cộng hiện giờ đang hợp tác với Mexico để chơi lại cái gián bài cũ mà phương Tây đã làm. Và cái chính quyền Biden gần như đã làm thinh về chuyện này. Và một số tiểu bang bờ đông của nước Mỹ phải đang gánh nặng với cái trách nhiệm lớn. Đó là gì? Đó là cả một hệ thống thanh thiếu niên, một hệ thống lao động chân chính của nước Mỹ đang bắt đầu bị sai sai xỉn xỉn và chết sớm hơn chưa từng có. Và đó là bản tin, và đó là góc kiến thức, và đó là bài viết của tác giả Victor David Hanson. Xin cảm ơn tác giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.